Vãi hết rồi, bây giờ đi kiếm ăn đi cả nhà ơi. Này, cái cây này nó thấp thiệt thiệt mà quả thấy chưa, sướng chưa? Hôm nay mưa từ chiều hôm qua đến giờ nên là hôm nay đi bộ, không đi xe. Hôm nay mưa đi bộ thôi, không tí vào cái đường đồi kia khênh xe máy. Cái măng này có ăn được không cả nhà? Đi vào cái đường đồi trên kia kìa, đấy, khênh xe máy. Trời nó nắng ấy, thì nó không mưa thì còn đi được xe máy cả nhà. Trời nó mà mưa thôi đi xe máy vào đây chỉ có xịt lốp thôi. Khổ nhất là đi bộ thôi. Đấy cả nhà nhìn nhìn cái đường chưa? Nhất là lên cái dốc này ấy, chỉ có tụt phanh này. Đấy đường này ai dám đi xe máy. Ở chỗ khu vực nhà em ở là ruộng nương mới lại các thứ là người ta trồng hết ở trong trong đồi cơ cả nhà, cho nên là đi xe máy cái đường này là nguy hiểm. Ngã thì không 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 sợ đau đâu, mẹ chỉ sợ nó trượt một phát cái mu lồn nó đập xuống là đau nhất ở cái lồn thôi, còn chả đau ở đâu cả. Lồn đã đau thì hết sướng. Đây này, vải này, đấy. Nhìn chưa? Chỗ nào cũng có vải hết. Ở chỗ nhà em đây là họ ai trồng vải là một này. Cam là hai này. Quất hồng bì là ba này. Đấy, trồng nhiều các hoa quả lắm, cho nên là trong chỗ em ấy năm nào đấy hoa quả là rẻ nhất các nơi. Đây này, xong vải bắt đầu họ sắp chuẩn bị họ thu cái quất hồng bì rồi, xong bắt đầu họ mới thu hoạch lúa. Đấy, cả nhà nhìn lên đường chưa? Mẹ đi xe máy vỡ mặt lồn. Đấy, mẹ. Mưa từ chiều hôm qua đến giờ luôn. Cái này quất hồng bì qua nhà được vặt thì qua nhà chưa được vặt này. Đấy, mưa này mà đi lên đi xuống thật thì mẹ mày ngã dập mua lồn này. Mẹ đi bộ không sao, gánh vải mới sợ. Cái quất hồng bì em năm nay được có mỗi cây. Đấy, quả nó tròn chưa? Chua lắm, nó chưa chín. Năm ngoái em trồng sắn, không được bới luôn cả nhà, chuột nó ăn hết củ. Thế bắt đầu không trồng nữa, xong bắt đầu là nó lại lên đây này. Nhìn chưa? Đấy, nhìn thấy chưa? Và như họ này, đấy, hãn còn nhiều luôn. Đấy, nó chĩa cả sang bên nhà em. Nhìn chưa? Nó sai từng chùm một này. Nhìn thấy chưa? Đấy. Thấy chưa? Quất hồng bì của nhà họ này. Đấy. Nhìn chưa? Nhà em thì không trồng chuối, phá hết rồi. Bộ đi ăn cắp nải chuối mà thì mẹ mày sao mà nó bọc kỹ này thì ăn cắp kiểu gì? Nhìn chưa? Chuối nó bọc kỹ này thì ăn cắp kiểu gì? Cái loại chuối kia thì không ngon, lấy quả nó xào không ngon. Cái loại chuối này xào mới ngon. Còn cái loại chuối bên kia chỉ có kho cá mới ngon thôi.